Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt ở cửa hàng xe gắn máy Mai Duyên, nằm ở trên đường Triệu Nương nè các bạn. Địa chỉ cụ thể luôn là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha. Hôm nay thì mình là sẽ đến đây để mình cập nhật giá xe Click, Click 125 và 150 nha. Đầu tháng 5, hôm nay là ngày 5 tháng 5, 2022. Bây giờ mình sẽ mời các bạn đi theo mình vào trong kho luôn ha. Mình sẽ cập nhật giá cho các bạn. Hôm nay thì Click 125 và 150 này, cửa hàng về đầy đủ phiên bản màu luôn. Và còn đây là những phiên bản màu cũ ha. Hôm nay mình sẽ cập nhật giá toàn bộ cho các bạn, đồng thời mình sẽ quay chi tiết lại cái màu trắng này. Lâu rồi mới thấy nó ha. Hôm trước mình quay thì đã hết màu trắng, hôm nay thì mình về đầy đủ luôn. Thậm chí là về nhiều hơn mình dự kiến luôn. Màu đen nè, 150 nè, màu trắng, màu đen phía sau nè. Các bạn đang vệ sinh màu đỏ nữa, tại vì xe mới về còn rất là bụi đường ha. Bây giờ mình cập nhật giá trước cái nè. Giá mình báo là đã bao gồm VAT nhưng mà chưa bao gồm phí biển số lăn bánh nha các bạn. Tất cả xe mình báo luôn luôn là đã có VAT rồi ha. Thì với phiên bản động cơ 125 á, chúng ta sẽ có 3 màu: màu trắng, màu đen và màu đỏ. Thì cả ba màu này á, đều phối tem gần giống như nhau. Các bạn nhìn nè ha, có thể nói là giống nhau luôn, nó chỉ khác một chút xíu thôi. Như cái màu đỏ thì dưới này nè, nó có viền vàng, còn đây là màu đen nè. Màu trắng á, thì tem nó là tem đen, viền đỏ ở dưới đó. Về cơ bản á, cái hình thức á, thì giống hệt nhau à. Đây, giá hiện tại sẽ là 77.500.000, giá đã bao gồm VAT nhưng mà chưa bao gồm phí biển số lăn bánh. Mình lặp đi lặp lại rất nhiều lần vấn đề này ha. Tí đi đây mình sẽ quay lại chiếc xe này, review, không phải review mà là quay chi tiết cái màu này cho bạn xem. Tiếp theo là phiên bản động cơ 150 cũng sẽ có 3 màu: màu trắng đỏ đây. Mình đã có video mình quay xe này rồi ha. Màu xanh bạc mờ. Màu trắng đỏ nước sơn bóng nha, màu xanh này là nước sơn mờ. Phải nói là cực đẹp luôn các bạn, màu xanh mờ. Ngoài này còn có hai chiếc. Ngoài này nữa ha. Và một nữa là cái màu đen mờ. Màu đen mờ thì giá nó sẽ là 96 triệu. 96 triệu nha. Giá đã bao gồm tất cả các loại thuế phí gì rồi, chỉ còn là chưa làm biển số thôi. Các bạn thấy nó ghê không? Mới về đó các bạn ha. Màu đen bạc nè, đen mờ, nhưng mà gãy giấy tờ sẽ ghi là đen bạc nha các bạn, tại vì dưới lường nó màu bạc nè. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái xe Click 125 phiên bản màu trắng này. Cửa hàng đang có dự định về thêm nhiều mẫu xe này nữa ha. Về thêm nhiều nữa những mẫu xe này, 125 và 150. Còn 160 thì chưa nha. 160 thì Viro 160 mình thấy là nó không có được vừa ý các bạn, cho nên là cửa hàng đang đắn đo không biết là có nên nhập về hay không. Không biết là nên nhập về hay không ha. Click 160 đó các bạn. Còn đây là chiếc phiên bản màu trắng đây. Nước sơn bóng, màu trắng đi với màu đen nha. Cái dè trước là màu đen bóng đó các bạn, phía trước nè. Thì những thế hệ xe này á, nó sẽ vừa phải. Biết sao không? Nó nhỏ gọn các bạn, nó rất là nhỏ gọn ha. Mà thiết kế nó cũng rất là đẹp. Nó vẫn có một chút nào đó góc cạnh, vẫn có chút nào đó rất thể thao, nhưng mà cũng rất là hài hòa. Và nó mềm mại, chứ nó không có mà kiểu mà quá lố. Mình thấy không? Về trọng lượng xe thì nó đâu đó khoảng chừng 113 kg thôi. Và cho một cái chiều cao yên chỉ có 769mm à, thì các bạn cao khoảng chừng 1m6 thôi là đi thoải mái rồi. Tại vì xe nó nhẹ, chiều cao yên nó thấp các bạn ha, 1m6 thôi là đi thoải mái rồi. 1m55 gán vẫn đi được. Mình nói lại là xe nhẹ nha. Cũng giống như mình đã có video mình báo giá chiếc SH350 nè. Mình dám mạnh miệng nó thẳng luôn, các bạn cao 1m68, 1m7 mới nên mua xe. 1m65 là không nên mua, tại vì nó nặng mà nó còn cao nữa. Đó, còn xe này 1m55 gắn vẫn đi được luôn, tại vì nó nhẹ ha. Có nhón chừng xíu cũng không sao. Và chiếc xe này nó sẽ cho mã lực là khoảng chừng 11,2 mã lực cho chiếc động cơ 125 này. 11,2 mã lực nha. Xe thì sẽ trang bị là phanh CBS cũng như là có một cái phần gài phanh ở đây ha. Nè. Đó, mình khóa bánh sau đó các bạn, để chống mà chợt khi mình đậu dốc. Ok không? Cái dãy đèn này nè, ban đêm á, thậm chí là ban ngày luôn, nhìn thấy rất rõ nha. Cái dãy đèn LED nó rất là đẹp và rất là ngầu, siêu ngầu luôn các bạn.
Đó, phần đèn nè, đèn led trước nha. Đó. Dưới này chúng ta sẽ có mỗi phần còi nè, đặt ở đây ha. Đó, thuộc sơn đen mờ, phanh đĩa trước nè, kẹp phanh nè, Nissin màu đen mờ luôn. Lớp trước này là 80-90 nha các bạn. Cặp vành rất là đẹp ha, nhỏ gọn và đẹp. Còn lớp sau nó sẽ là 90-90, đi kèm với cái cặp vành trước sau luôn là 14 inch. Mình phải công nhận là cái vành đó, nó rất là đẹp các bạn, ngồi nhìn nè ha, rất là đẹp luôn. Cũng là phuộc đơn một bên, nhưng mà xe này thì nó có hai gấp nha. Đó, hai gấp, chứ không phải là gấp đơn luôn, mà là hai gấp. Phần bô nè, phần bô này nó khác với chiếc Vario nha các bạn. Khác chỗ này nè, chiếc Vario mình nhớ là nó có một cái nắp chụp ở đây, bằng nhựa chụp ở đây. Còn xe này thì nó không có nè, khác nhau chỗ đó ha, khác nhiều lắm á. Còn đèn xi nhan tách rời nè, cái đèn hậu nè, đèn led nha, màu trắng nè, trắng tinh luôn nha các bạn. Rồi ở trong cái nguyên một cái mảng màu trắng ra sẽ đây một cái tem màu đen có chữ click ở trong, mà bạn thấy không, những cái phần này nó giúp cho xe rất nổi bật ha. Tem nè, cản sau sơn màu đen mờ, ở trên đó có bạn đen bóng, đen bóng ha, bô mới sơn đen mờ. Dưới cái yên thì cái cốp này sẽ là 18 lít, mình có thể để vừa một cái nón bảo hiểm 3/4 vừa đó các bạn, 3/4 ha. Bình xăng là 5,5 lít, to đó các bạn. Rồi ở trên này chúng ta sẽ có những cái phần công tắc như thường lệ thôi, quét pha nè, cầu nè, xi nhan, hai phím bấm nè, Allen stop nè, dừng cầm chừng 3 giây đó các bạn, nút đề, và tất nhiên rồi là không công tắc đèn nha. Mà các bạn cũng đừng nên độ mấy cái này chi, để nguyên như vậy đi, ban ngày mở đèn rất là an toàn các bạn, rất là an toàn luôn. Nè, phanh CBS các bạn thấy không, khi mình thắng bên sau á, thắng sau á, thắng trước nó dính luôn rồi các bạn thấy không. Nè, đó, biết chưa, cho mình an toàn. Lỡ như mình có quên bóp thắng trước á, thì thắng sau khi mình bóp cứng phanh á, thì bánh trước nó ăn luôn. Như vậy thì xe mình nó sẽ dừng nó đẳng hơn ha. Còn đơn phương thì tháng trước không á, hoặc tháng sau không, thì xe mình nó dễ bị quay lắm, bị quăng lắm các bạn. Mình nhìn kỹ là cái phần đèn phía trước nè ha, phải công nhận là nó rất đẹp. Đó, phần đèn phía trước nè, nhìn gần nè ha. Các bạn biết không, cửa hàng có ship xe toàn quốc nha. Tất cả các dòng xe đang có mặt ở cửa hàng đều ship hết, từ xe lớn đến xe nhỏ, xe 50 luôn, ship luôn, ship ra tận Quảng Ngãi, Bình Định, Hải Phòng, Hà Nội. Phí ship theo tuyến quốc lộ 1A là 600.000, còn trong miền Nam mình thì nó khoảng chừng 300.000 thôi. Còn các bạn muốn tư vấn chính xác thì nên gọi cho cửa hàng qua hai số trên này nè các bạn, một di động và một số bàn. Dưới này là địa chỉ cửa hàng nha, số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng ha. Về tiện ích á, thì xe sẽ có thêm một cái cốp ở đây nữa, nhưng mà để chai nước hơi khó nha, tại vì nó nông, nó hơi cạn đó các bạn, nó to thiệt nhưng mà nó cạn lắm. Bên này cũng vậy, còn cạn dữ nữa. Bên này thì chắc để được vài viên kẹo, một gói thuốc ha, hoặc là một cái điện thoại Nokia nhỏ nhỏ để đây thì được. Mà để thôi nha, chứ mà chạy tưng 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 là quả nó gớt ra đó. Với động cơ 125 á, thì sẽ sử dụng chìa khóa cơ nè các bạn ha. Khóa cơ có khóa tự ở đây. Mở yên thì mở ở trên này luôn nha. Mở yên đây nè. Đó. Chỉ vậy thôi. Xe cũng không có cổng sạc. Không có cổng sạc nha các bạn. Sạc nha. Rồi. Vậy ha. Bây giờ mình nhìn là tổng thể màu nè. Bạn nào thích cái sự tinh tế nhẹ nhàng. Màu trắng. Nói chung là tinh tế đó các bạn. Trong sáng tinh khiết ha, thì đây cái màu trắng này đẹp đó. Các bạn nhìn phần đèn hậu nè, thiết kế rất đẹp đúng không. Động cơ thì chỉ là SD thôi nha, cho công suất là 11,2 mã lực cho động cơ 125 phân khối.
Mà nếu các bạn muốn ship xe thì các bạn phải mua tiền mặt nha. Mình chuyển khoản cho cửa hàng 100% thì cửa hàng sẽ ship xe cho các bạn. Trong quá trình mà các bạn đã chuyển khoản rồi á, cửa hàng sẽ lên hồ sơ làm thủ tục. Trong quá trình đó cửa hàng sẽ quay trực tiếp cho các bạn luôn. Ví dụ như các bạn chọn đúng cái màu này rồi và đã nhìn thấy tôi chọn cái màu này nó không có bị chầy xước nè, thì cửa hàng sẽ quay tổng thể xe cùng với số khung, số máy rồi mới chuyển xe cho các bạn ha, cho nên các bạn yên tâm. Mua về là mình có thể làm luôn biển số trong ngày, nếu các bạn nhận vào buổi sáng là mình đến giao thông mình làm biển số tại tại nơi mình ở, tức là hộ khẩu các bạn ở đâu thì làm biển số ở đó. Còn cái nơi mua xe nó không quan trọng nha, có rất nhiều bạn mình chưa biết vấn đề này á, cứ hỏi là nơi mua Sóc Trăng về Hải Phòng làm biển số được không? Được chứ. Nơi mua không quan trọng, cái nơi làm biển số á, các bạn ở hộ khẩu ở Hải Phòng mà muốn làm biển số ở Sóc Trăng mới là không được, nó vậy đó ha, mua đâu không quan trọng đâu. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video nha, mình quay trở lại với cái phiên bản cũ nè. Về phiên bản cũ này thì mình thấy cửa hàng báo giá bằng phiên bản mới đó, nhưng có lẽ nó sẽ, mình không biết thế nào. Cái này thì các bạn cứ alo cho cửa hàng đi, chắc là bằng giá. Một giá một là 96 triệu, đồng cơ 150 nữa các bạn. Những phiên bản cũ thì cái phần yếm nó còn làm một cái phần nhận dạng rất là rõ ràng, là nó màu cam thế này. Thường là như vậy. Click mà phiên bản cũ là những dàn nhựa nhám này nè, nó làm màu cam rất nổi bật ha. Tem nổi nha, tất cả đều tem nổi, còn động cơ 125 là tem dán. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.